Cô chọn tới đúng giờ Mão, hao tâm tổn trí câu giờ. Không ngờ ta lại thua trong tay một tiểu cô nương. Không ngờ đấy, võ công của một cầm sư lại lợi hại thế. Hai vị tới đây có việc gì? Hoàng Bồng Chiêu đóng cửa rồi, ngươi đừng vờ vịt nữa. Ngươi chính là hung thủ giết hại Vũ Văn đại nhân và Liệu thống lĩnh, tàn sát thôn Cổ Nguyên, diệt Cẩm Lân sĩ đều là ngươi. Ngươi thừa nhận đi. Không có bằng chứng, hai vị muốn ngậm máu phun người sao? Lòng sát ở thôn Cổ Nguyên giống đứa con khác loài. Hắn là mục tiêu của ngươi nhỉ? Báo ứng gì? Đứa con khác loài. Đứa con khác loài. Mệnh cách cực âm là lựa chọn tối ưu cho bí thuật ký sinh của đặng tộc. Ký sinh? Ta đang sống yên lành, cần ký sinh để làm gì? Dĩ nhiên, vì thân xác ngươi hiện giờ chính là của đứa con khác loài đó. Tuy ngươi đeo vòng tay rộng thế, nhưng vẫn không che được vết thương do đeo gông cùm. Nếu ta đoán không sai, cổ chân của ngươi cũng có. Đặc sắc không gì bằng. Cẩm Lân sĩ biết kế hoạch của ngươi nên tới thôn Cổ Nguyên ngăn cản. Ngươi đã giết họ. Mục tiêu ban đầu của ngươi là giết Vũ Văn Hộ, nhưng không ngờ cha ta đột nhiên xuất hiện nên ngươi sẵn tay giết luôn ông ấy. Sau cùng ông ấy không địch nổi ngón trò nham hiểm của ngươi nên bị ngươi hại. Vậy tại sao ta phải giết Vũ Văn Hộ? Vì Vũ Văn Hộ bức tử Độc Cô Tính, còn ngươi muốn trả thù cho Độc Cô Tính. Ta nói không sai chứ, La tiên sinh? Hay ta nên gọi ngươi là Diệp Thiên Giáo? Diệp Thiên Giáo. Lâu lắm không nghe thấy cái tên này. Năm xưa ngươi và Độc Cô Tính yêu nhau, nào ngờ gặp phải loạn đặng tộc. Ngươi vì cứu ông ấy nên hy sinh. Tất cả mọi người đều tưởng ngươi đã chết ở Thanh Vân Đài. Không ngờ ngươi ký sinh thành công nhờ bí thuật đặng tộc. Đáng tiếc, ngươi vẫn phải dương mắt nhìn người mình yêu cuốn vào tranh đấu đảng phái, bị người ta bức tử. Nên những năm qua ngươi ẩn mình, chắc là để tìm ra thân xác hoàn hảo thích hợp hơn để ký sinh, sau đó báo thù cho người yêu. Cô có chứng cứ gì? Đêm cha ta gặp nạn, khi gặp ngươi đã nói. Ngươi là ai? Có mục đích gì? Diệp Thiên Giao.
Di Cơ, không thể nào. Nên hai người có quen biết. Khi ngươi nói tên mình, dáng vẻ khó tin của cha ta là phản ứng thường có của người thấy kẻ chết hồi sinh. Cô có mặt vào tối đó à? Ta có một thiên phú nhỏ, có thể nắm được manh mối vụn vặt về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tuy lần nào cũng rời rạc, khó thấy toàn cảnh, nhưng cũng đủ cho ta hiểu ra rất nhiều chuyện. Thiên phú này thật đáng ngưỡng mộ. Nói vậy tối đó cô không hề thấy ta, đó vẫn chỉ là suy đoán của cô, không thể xem là chứng cứ. Tai đàn của Không Hầu Phượng Thủ là thứ cha ta nuốt trước khi chết. Cái này ngươi làm mất lúc đang đánh nhau với cha ta nhỉ? Nên sau đó khi diễn tấu, chuyển tông hẳn phải sai lệch. Vũ Văn đại nhân tinh thông âm luật, bảo đêm nay tại hạ đàn khúc Không Hầu này bị sai âm điệu. Cái này tìm được trong bụng cha cô. Thì ra động tác đó của Vũ Văn Hộ là gãy đàn. Đúng vậy, tuy họ đã chết, nhưng họ đều cùng tố giác hung thủ. Tỉ mỉ, mau mờ mau miệng là hạt giống tốt để làm cẩm lân sĩ. Tiếc là không sống lâu được. Tiêu Cát, cẩn thận ngân châm, có thuốc tây. Cô không thể chạy thoát rồi. Trăn trối gì không? Ta có một chuyện không hiểu. Nếu không giải đáp, chết không nhắm mắt. Độc cô thiên hạ, người có được độc cô sẽ có thiên hạ. Nhưng có những người không xứng có được độc cô, càng không xứng có được thiên hạ. Độc cô thiên hạ có liên quan gì đến Vũ Văn Hội? Độc cô Già La có một tỷ tỷ tên độc cô Bàn Nhược. Trước lúc xuất giá, bà ấy từng có mối nghiệt duyên với Vũ Văn Hộ, sau cùng phải chịu kết cục bỏ mạng. Ra là vậy. Nên người không xứng có được độc cô vốn là chỉ Vũ Văn Hộ. Ngoài điều đó ra thì có thể gọi là suy diễn hoàn hảo. Kế hoạch hành hung của người cũng được gọi là hoàn hảo. Cái sai duy nhất là không nên giết cha ta. Chỉ tiếc các người không phải đối thủ của ta. Vả lại, các người không đem đủ người đối phó yêu ma quỷ quái, đâu cần sức người. Trong trăm ngày thi triển thuật không được tiếp xúc ánh mặt trời, không thì sẽ không thể cướp thân xác chủ, hồn phi phách tán. Vừa đúng giờ,
Cô chọn tới đúng giờ Mão, hao tâm tổn trí câu giờ. Không ngờ ta lại thua trong tay một tiểu cô nương. Ta ta muốn cô, muốn cô chết chung. Chết, chết rồi sao? Bí thuật giải rồi, chắc người không sao.